mày được ăn xách xe sống á, tạt nó nít đi ha, đi đó, nó đi xe hơn. Lâu lắm rồi. Nổi cân. Mẹ sụt hôi sữa. Kiểm trèn đó, kiểm trèn tầm khoảng 2 cân đó. Thảm lắm nè. Kiểm trèn tầm khoảng 2 cân tên tốn. Hai con cứ con cân được. Cân tốn 2 cân đó. Mỗi bữa cái lấy cổ mỗi bữa là hẳn à. Hẳn bị công vụ đấy nè. Hẳn thằng luôn. Lấy cổ bữa nên cứ có vụ đấy là con cá ăn cho cái miếng môi lên cắt cái miếng trun đi xong. Đây. Ui cháu ơi. Thủ cái răng cầm cái màu chứ. Mì lại bà này mới cầm. À, dù này mới cầm đi tốt hơn ta. Chào ơi. Kìa. Vạt thử. Ui. Vạt ra đi là gì? Trong trời mẹ sáng tên bên đó chứ. Hải ngay mắt hải với cổ thôi. Hải với cổ to đúng luôn. Trời lụt trời đi đo giọt hay. Đưa chứ không là tôi lách úp xuống dưới đắng mất. Ui chui. Dây rồi. Ừ hơi. Trùng dặn khắp rồi tới mà nắng mất cấu. Cười đã chứ. Là mười lú. Lô lý trùng loan á gì. Thế thì mình vật suối. Bát. Ui. Rồi. Ủa. Tiếc. Nó hơi. Vậy là cái con trúng đó. Tắp nó đi lên mà đó. Đi bố. Đi. Cá to không? Có chô cá được không? Có. Nạc cành quá, nạc... É bò lá chuối vô hắn ăn không? Ăn không? Chắc nó mới ăn à? Bên đi cá cổ nè chứ. Có cái mồm á, có cái mồm cá bay lên nó đấm một phát không? Xuống đâu đi cá cổ nè. Không, chứ có con chi. Ui đâu này chắc có cá. Cá chứ trong được con mấy cân rồi. 3 cân à? Còn 3 cân là to rồi đó. Trăm có nè. Trăm rồi mới cái áo cái gì nó nhiều đó thôi. Bên đi chắc có con mốc à? Để đến con nào đi anh. Hắn ăn chắc là chứ hắn ăn cục chú ơi. Ôi hãy thiệt. Ăn là gì? Hắn vẫn ăn cái đột thôi. Cái đầu đột hắn vẫn ăn. Ui giờ mới bật được mua trong nhà mà uống là chuối đóng cho nắn. Mấy cháu mê phạt xuống đùng. Ở chi? Cháu mê đi cấu chứ cấu dương cỏ đó đi. Ừ. Chứ chỉ mới được tỉnh đến cái chuyện vớt rồi. Cả thế chết chỗ. Cả thế chết câu được con mồm mới là tỉnh đến chuyện vớt rồi. Đây là cô vạt thôi xưa này. Cô vạt thôi xưa mọi người này. Đây, sân nụt mới xuống dưới mà cấu trái cho rồi. Trường đi với. Lấy lá bỏ cái đá. Lấy lá, ui thế. Chả đang du nữa. Để ra cho cá ăn nhé mọi người. Cá ăn nước ngon. Quay chứ đó. Ôi, nước lũ về nên nước bạc. Không thấy cá cho.
không thể cả quay cho mọi người được. Ô thả cái điều cười nó vô thế đúng chất lương lắm. Mày khí tao nó cười. Mày khí được cười mà. Mày khí tao nó cười nữa. Nuôi nuôi cả cho khóa lại nữa. Khóa lại cho ông này đếm lại con cái nịt. Đếm lại con cái nịt. Ôi cái chục. Lên. Lên đi cho mướt. Tốm thế, khờ lấy tốm thế. Ôi lấy tốm nữa thế, lấy tốm thế. Đâu cái tạc nữa đâu. Tạc nữa là mốt. Cái tặng đi. Có chi cái tạc ấy. Đây này. Cái tặng đây. Lấy tốm này mới cứu chứ ông nè. Nghe là ứng cao. Ôi, đồ chi. Trúng à. Rồi, được một cái chai tôm rồi. Mới cái tạc nữa ra đi. Mới tạc nữa nào. Ôi, tạc nữa nè. Ôi hôi. Rồi. Đẩy ra. Bỏ cái ông mưa sau nữa. Cấm ông mưa đi cho không thôi. Bỏ trong nắng được mấy. Tạc nắng bên làm được. Cái cấu dưa kia đó. Hồi xưa bắt bò vô đi để mất trốn. Mọi người làm gì có câu mày mọi bươn như thế. Ôi giời cho cái mày nữa hay hay rồi là chứng câu cân mọi bươn như thế nè. Đang bắt điu à? Hành phải dưa theo cái mọi bươn để ăn mân nhá. Được trốn bò tịt nó xuống. Anh là cô lại đâu? Chụp lại đâu? Lo đại. Mẹ ruột. Mẹ ruột hồi xưa. Lại đâu là lô đại đó. Con cháu của mẹ ruột. Cháu tắt mẹ ruột. Trời mưa rồi mà cứ ngồi trời mưa mà cầu rồi thì đúng. Y bay. Trời mưa mà trên thì nắng. Trên thì nắng mà dưới thì mưa. La thiệt. Y bay. Đó, đơn giản rồi đó. Rồi, vạt chuẩn bị. Đấy là thơ hồi xưa này. Thơ hồi xưa mà câu vạt hồi xưa này. Mọi người có câu vạt như này không? Câu máy này. Câu máy chất lượng. Cái xoài mong lên hai con rồi đi. Ôi hồ. Rồi em phải xuống chứ. Ui cha ơi, mọc lên hai con nữa tắm. Hai lên hai con này. Ui một rồi, hai con. Vạt. Tùm. Ủa vạt hay nữa. Hả? Kiếm con hai cân là được rồi. Cá trèn. Nạc chạy quá hơi. Chạy thì thấy ánh cổ chỉ cả đấy. Cả nắng cả mưa. Nhìn hơn hay chứ. Biết cũng được. Hắn ăn cái này, ăn cái tí chứ. Nhiều chuyển hơn, chuyển nhiều. Ôi, được con đấy gì. Đó, vạt đấy đông chôm mát gì luôn, nó đẹp lắm. Mỗi thằng cao mấy cân này. Đi khác. Tao đang đi coi câu vạt của hồi xưa. Họ vạt. Vạt như ông Hán mỗi bữa đấy. Để đi cân ở đấy đó. Mình lên cho. Làm cái ngón nổ cho mó. Trắc cho nuột liền đó mà nổ thế. Trắc cái đỏ măng tải nó măng nổ thế. Rồi, nổ rồi. Ngon. Nổ mày màu ăn treo đó. Thank you.
đền mốt này. Chùa lo nữa nó về về góc này nè. Ngồi cái đấy ngồi đấy cầu lẽ đẹp hết đó. Ôi con co con vạc đồ mới lô tấm đi. Chà là tìm mất chạy điều rồi. Ui hai con. Nó mất ta chạy điều đấy nó. Bảy ra. Nó bảy cả hai con luôn đó. Chà hẳn dục dạ hả. Đây là cái lô này không được. Cái lấy cái lại cốt đâu nữa à. Rồi. Rồi cấu tiếp. Tiếp tục cấu. Và đấy cũng coi nó. Chứ mà nói mặc cái nữa thì nghỉ nó. Mồm đến để tao nói thì nó dính còn 2 cân chứ. Cân rưỡi được rồi. Cân rưỡi được rồi. Em ém thôi hả? Cân 9 nữa. Rồi vạt 2, 3 2 3 Chiu. Chà cái chỗ nghe lý tưởng hả? Mắng biệt cấu có cổ. Tối tối mất trời tí hết. Nhìn ngược mặt trời là đẹp nè. Nhìn lên phía này là hướng mặt trời là đẹp nè. Rồi bắt đầu ngồi thả. Bữa trời vẫn mai hết thôi. Bữa trời quân tốm. Ôi chứ răng mất trí mà tốt xuống dịch lấy cấu rồi đấy. Ôi nó có thế. Bây giờ cấu kêu rửa đó. Lọc mắc lọc mắc cả thế. Nó mai một để mà tấp à. Còn gì không? Không trồng gì rồi. Ngồi lâu không ăn gì hẳn. Chắc lý tưởng rồi. Chứ vỗ ô ô thì lý tưởng này. Vỗ ô cá trách ăn. Ừ. Còn này to này. Con nó to đó. Thôi nổ máy mà lên. Nổ máy mà lên trắng tay này. Trắng tay. Tiếp. Rồi.